Nhưng mà có một quyết định quá lớn là... Trong cuộc sống sao? Có một quyết định quá lớn, to lớn. Vậy hả? Trong cuộc sống thì lúc nào cũng có những sự chọn lựa đúng và có những điều chúng ta chọn cũng sai lầm. Nhưng cái chọn đúng thì nó sẽ là cái vui, nhưng mà đôi khi chọn cái đúng đó nhiều khi nó là cái vui thì sao? Sai lầm là cái cưới ông về làm. Thấy chưa, vợ tôi hôm nay nói lên cái lời thật trong lòng là một sự sai lầm đã cưới tôi làm chồng. Thôi thì đã cưới rồi thì mình cũng phải yêu thôi, đúng không? Cho nên là lầm thì lầm chứ, đâu cái lầm đó nó là cái đỉnh tình yêu vợ chồng, là cái đỉnh để được có nhau và cái đỉnh để có nhau trong cuộc sống. Chưa nối lộn dây, chưa nối lộn dây thì mai mốt 100 tuổi về trời á, lên đó Chúa là tại sao Chúa đã thắt dây lộn, có thằng đứng bên cạnh mà quên lộn thằng bên phải. Thì cuộc sống lúc nào cũng phải có bên tả bên hiểu chứ, đúng không? Đó nói là nối lộn dây, là nối lộn dây à? Đâu sao đó, Chúa không bao giờ lộn đấy, Chúa không bao giờ lầm. Chúa không làm, nhưng có khi Chúa lầm. Đấy hả? Chúa không có lầm, chỉ có con người mới lầm thôi. Con người có quyền tự do để chọn lựa. Hôm nay thấy vợ tôi có nhiều tâm tư. Nói đùa thôi chứ hôm nay cũng gần đến ngày kỷ niệm mà hai chúng tôi quen nhau được 20 năm. 20 năm và để rồi có nhau ngày hôm nay. Cảm ơn bà xã. À, dù có lầm đi nữa nhưng mà quyết định của em vẫn là đúng nhất, và cái sự chọn lựa của anh cũng là đúng nhất. Cảm ơn em. Bye bye. Nói vài lời cuối cùng đây. Rồi, Elaine, you wanna say hi? Hi everybody, today is my first day here again. So I get a Okay, rồi.